Hôm nay giới thiệu mọi người món ăn vừa lạ vừa quen nè, lại là thịt heo đây, nhưng mà hôm nay là cái cổ họng và một miếng ba rọi nha. Và tiếp theo đó là mấy anh phèo lở, mình sẽ cắt bỏ mấy cái phần mỡ của cái phèo lở đi, mình tuốt cái ruột của nó ra và mình rửa nó với chanh và muối cho thật sạch cho nó không hôi nữa nha mọi người. Đây là bàn tay đảm đang U60 nhà tôi làm nè, chứ không thôi tôi làm nãy giờ là gời banh. Còn cái phần cổ họng và cái phần thịt lúc nãy thì bây giờ á, ai xiên xiên lấy có xe thịt ra xay ha. Còn ai lười biếng giống tôi á, thì lấy ghế ngồi, cái dao, cái tấm thớt ra ngồi bầm bầm hết cái gỗ đó đó. Bầm hoài luôn, bầm từ A tới Á luôn nha. Bầm từ 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều cho tôi. Và bây giờ là hành, rau răm, húng quế, mình sắc nhuyễn ra, mình bỏ vào cái phần hỗn hợp thịt mới băm lúc nãy. Mình cho vào đây mấy chị cu hành đỏ băm nhuyễn, mấy anh dầu điều, rồi mấy anh sả, rồi mấy dì đường, mấy chế bột ngọt, mấy chú nước mắm. Ai ăn mặn mặn á, thì để nhiều nhiều, còn ai ăn lạt lạt á, thì khỏi để lạt ngắt, gắng chịu nha. Và bàn tay thần thánh của tôi đây, bóp nắng đục đấm các kiểu, bỏ thêm miếng sả cho thơm nè. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái quặng thật là to và mình sẽ nhét cả thế giới vào cái hành phèo hồi nãy, nhớ nhét cho thật là chặt để một lát nữa nó chín rồi nó sẽ không bị bể. Mình nhét xong rồi mình sẽ bỏ vô nồi hấp, mình hấp trong vòng 15 phút. Sau 15 phút thì mọi người tưởng chín đúng không? Chưa đâu, lấy cây tăm đâm nó cho xì nước, thấy nó trào nước hay chưa? Trào nước ra lát mình chiên nó không có bị văng nha, không bị bắn dầu nha. Rồi, để nắp lại hấp trong 5 phút nữa. Rồi tới công đoạn chiên đây, tới công chuyện rồi, quá trời mệt từ sáng tới giờ nghe. Nhưng mà ăn ngon là được. Thơm thơm của sả, của gao, rồi lại giòn giòn của cổ họng và có thịt nữa. Chấm với một chén nước tương tỏi ớt. Trời ơi, ta nói nhức nách luôn.